Lương của Tổng thống Putin chỉ bằng 1/4 lương của Tổng thống Obama. Theo số liệu mới nhất mà CNN Money công bố, Tổng thống Obama có mức lương cao gấp khoảng 4 lần so với người đồng nhiệm ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin. Cụ thể, lương của Tổng thống Obama là 400.000 USD trên năm. Ngoài ra, ông còn nhận được một khoản trợ cấp miễn thuế là 50.000 USD trên năm. Lương của Tổng thống Mỹ đã được tăng gấp đôi kể từ khi ông George Bush nhậm chức vào năm 2011, CNN Money cho biết. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn nằm trong danh sách trả lương của chính phủ. Ngoài mức lương hưu 200.000 USD trên năm, họ còn được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế, những chuyến công du chính thức cùng một văn phòng làm việc. Vị trí thứ hai trong danh sách các nguyên thủ có mức lương cao nhất thế giới được CNN Money thống kê thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel. So với Tổng thống Obama, lương của bà Merkel thấp hơn 1,5 lần với 242.000 USD trên năm. Vị trí thứ tư là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với mức lương hơn 240.000 USD trên năm. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin có mức lương khá khiêm tốn, chỉ khoảng 138.000 đô la trên năm, thấp hơn người đồng cấp Obama 4 lần. Và bất ngờ nhất, mức lương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhận được hàng năm chỉ có 22,6 nghìn đô la trên năm, sau khi đã được tăng 60% kể từ đầu năm 2015. Sau đây xin mời các bạn xem chúng tôi thống kê những mức lương của các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới.